Mình chào tất cả các bạn, mình là Dược Sĩ Hoan, chủ quầy thuốc Nguyễn Thị Hoan ở xóm Xuân Mai, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mình với chị mình là y sĩ Nguyễn Thị Hồng Phường đã tạo nên cái quầy thuốc này. Lý do mà mình biết đến cái sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý là từ khách hàng đến quầy của mình hỏi có sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý không. Với thứ hai nữa là khi khách hàng đến hỏi thì mình đã lên cái hội nhóm mình tìm hiểu thì thấy khách hàng phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm. Với thứ ba nữa là mình thấy đồng nghiệp của mình với cả cái nhà thuốc ấy, họ đã phân phối cái sản phẩm về. Lúc đó mình tin tưởng và mình đã đưa cái sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý cho các cái cặp vợ chồng mong con hiếm muộn để cho các bạn nhanh có tin vui. Thì mình là tin tưởng vào cái sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý vì là thứ nhất là mình thấy cái khách phản hồi rất tốt về cái sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý. Với thứ hai nữa là các cái bệnh viện lớn như là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn, Bệnh viện Tư Dụ đã kê đơn cho các cái cặp đôi mong con rất là nhiều. Với thứ ba nữa là các cái thành phần trong Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý 100% là từ nước ngoài. Và thứ tư nữa là Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý là được công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Nhật Đức phân phối độc quyền. Mình đã giúp cho được rất nhiều các cặp đôi hiếm muộn có tin vui khi sử dụng cái Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý. Thì mình ấn tượng với một cặp đôi là khi hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ có kết luận là chồng tính trung yếu, vợ thì nội tiết kém. Bác sĩ cũng có khuyến là hai vợ chồng làm cái phương pháp thụ tinh ống nghiệm thì kinh tế của họ chưa có thì họ vẫn chưa làm. Và sau về họ tìm hiểu thì họ biết đến cái cặp đôi Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý. Họ đã nhắn tin cho mình thì mình tư vấn hai bạn này dùng một tháng vẫn chưa có. Thì mình đã tư vấn với đồng viên dùng sáng tiếp tháng thứ hai. Sáng tháng thứ hai vẫn chưa có thì mình vẫn đồng viên cho bạn ấy dùng. Thì sáng tháng thứ ba thì bạn ấy báo tin vui về cho quay thuộc. Lúc ấy là mình rất là vui. Và khi mà biết vợ có hái vạch ấy, ông chồng này rất là vui và chụp ảnh cái hái vạch này đăng lên Facebook. Bạn của ông chồng biết vừa chúc mừng vừa cũng tò mò và hỏi là hai bạn có dùng gì không mà có bao tự nhiên. Hai bạn ấy nói là mình dùng cái sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý. Rất nhiều bạn của hai bạn ấy đã nhắn tin và gọi điện về cho mình để nhờ tư vấn. Khi các bạn đã tin tưởng dùng thì niềm vui nổi tiếp niềm vui thì các bạn ấy lại có tin vui tiếp. Rất là nhiều người tin tưởng và nhờ mình tư vấn để dùng sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý. Mặc dù quay thuộc mình mới tham gia cái bản Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý được 5 tháng nhưng mà mình đã giúp cho 6 cái cặp đôi mong con hiếm muộn và có tin vui. Nhà thuốc Nguyễn Thị Hoan, nhà thuốc Đức Sơn, Lê Hải, Bình Châu, Phước Thiện 2, Phương Thảo tin tưởng hoàn toàn và chất lượng và hiệu quả của sản phẩm Ova Quý 1 Phát Sơ Bơm Quý hỗ trợ mang thai tự nhiên.